Robot hút bụi, tơ người mắc rất đắt tiền, hủy diệt nó. Kiểm tra khả năng cõng vật nặng, không ăn thua. Tải trọng nặng hơn 15 cân. Úi dồi ôi, tuyệt vời. Quả chịu tải rất kinh, chứng tỏ động cơ của máy rất mạnh và bền. Chống chập trái. Tiếp tục kiểm kê. Vẫn hoạt động ạ. Rất công nghệ cao, nhưng nó có quả công nghệ rất rẻ độc quyền. Nó hay A-Linh, ai mới là người giặt rẻ sạch hơn? Nhìn bản không? A-Linh sẽ giặt nó trong 10 giây. Ui giời ơi, bùn đất còn nguyên này. Tơ 10 mắc. Chấp rẻ bẩn hơn, chả cần phải làm gì, sạch tinh tươm. Tôi nghĩ đã đến lúc sa thải A-Linh. Đây sẽ là khu vực robot, khu vực bẩn. Cho bụi bẩn vào cả hai khu vực này. Chỉ định khu vực để dọn dẹp. Bắt đầu. Chỉ định khu vực nào là lau khu vực đấy. Không có chuyện sang nhà hàng xóm lau. Nhìn thấy là thấy rõ ngay bẩn sạch như thế nào. Thằng là em tôi lau sạch tinh tươm mượt mà. Hơn cả một người bạn tri kỷ, đó là T10 Max. Em tôi tuyệt vời. Lăng phẩm review khoa học.